Moto. Đã đến lúc thay đổi định nghĩa về smartphone, tùy biến thành loa âm thanh nổi, máy chiếu màn ảnh rộng, máy ảnh chuyên nghiệp, tạm biệt quan niệm cũ. Hello Moto. Hãy chào đón smartphone hoàn toàn mới Moto Z cùng Moto Mode khác biệt tạo đột phá. Vũ đoàn. À, chắc là đêm ngày hôm nay thì anh rất là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới với anh Dương Khắc Linh và đặc biệt là ekip make up và stylist đã biến hóa anh thành một con người khác, và cảm ơn tất cả các bạn thí sinh còn lại đã đặt cho anh biệt danh là cô ba để cho mọi anh có thể động lực mà có thể thay đổi mình sexy như thế này. Rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Em nghĩ là không, mình tự tin là vòng nào mình sẽ cũng có khả năng có được chiếc di động, nhưng mà em nghĩ vòng này chắc khả năng em cao hơn, tại vì em đã diễn hết 300% công lực như anh Hoàng Sullivan nói rồi, nhưng mà dù không có thì cũng không sao.